Nah, itu dia tipsnya. Jadi kita harus bisa understand gimana angle muka kita dari sini kita kenal, harus putar-putar kepala kayak gitu kayak, "Hi guys, welcome back to my YouTube channel." Di video kali ini aku kedatangan tamu dan aku juga akan ngebahas tentang modeling lagi karena banyak yang tanya ke aku, "Gimana sih kalau misalnya aku punya tubuh pendek atau minimum height untuk model itu berapa sentimeter atau harus berapa tingginya? Harus 180 cm? Harus 170? Kalau 160 bisa jadi model nggak ya? Kalau aku pendek bisa jadi model nggak?" Banyak yang tanya ke aku kayak gitu. Oke, aku langsung ajak teman aku. Dia adalah Asia Next Top Model Cycle 6 dari Vietnam. Here we go, Rima Tan Phi from Vietnam. Hi. Xin chào. Xin chào, hi everyone. Boleh kenalin sedikit tentang profil kamu? Xin chào tất cả mọi người, mình là Thanh Vy, biệt danh của mình là Rima Thanh Vy. Mình đến từ Việt Nam, như mọi người đã biết thì Vy từng tham gia cuộc thi Asia Next Top Model 16. Itu dia, jadi boleh ceritain sedikit nggak tentang perjalanan karir kamu di dunia modeling tuh kayak gimana? Về hành trình trở thành người mẫu của Vy thì Vy đã trở thành người mẫu từ năm Vy 12 tuổi. Lúc đó Vy có tham gia vào những cái cuộc thi nhan sắc dành cho các bạn tuổi teen thì Vy đạt được danh hiệu cao nhất. Thì sau khi chiến thắng cuộc thi đó thì Vy bắt đầu trở thành người mẫu chụp hình, chụp cho báo, lên trang bìa, tạp chí thời trang. Từ đó cho đi con đường của người mẫu Vy bắt đầu mở rộng ra hơn. Thì từ đó cho đi Vy bắt đầu theo đuổi việc người mẫu và sau này là đến việc diễn xuất. Oke, Vy ini jadi udah ikutan perlombaan dari umur 12 tahun sampai sekarang bisa berhasil di Asia Next Top Model. Memang semua perlombaannya juga nggak bisa menang terus, tapi dia bisa berhasil sampai sekarang. Tapi Vy ini punya keterbatasan tinggi dengan 168 cm. Pernah nggak sih ngerasa insecure karena tingginya nggak sama dengan tinggi orang lain? Thật ra thì với chiều cao của Vy thì rất là khiêm tốn. Tại vì hồi đó khi mình 12 tuổi mình đã cao 1m68 rồi. Thế lúc đó mình nghĩ là mình rất là cao. Khi mình theo người mẫu thì mình nghĩ sau này mình sẽ tiếp tục cao lên. Mà tới sau này thì nó sẽ không cao nữa. Tự nhiên Vy bị đứng lại luôn là Vy chỉ cao đúng 1m68 thôi. Thì điều này gây trở ngại cho Vy rất là nhiều. Tại vì muốn trở thành một người mẫu, bạn phải có ai cũng nghĩ là bạn phải cao và có một thân hình chuẩn. Còn Vy thì rất là nhỏ con, thấp và rất là ốm, rất là skinny. Nên là con đường đến với người mẫu của Vy cũng khá là khó khăn. Oke, jadi Vy memang cerita tadi kalau misalnya dia itu di umur 12 tahun tingginya 168, yang which is di umur 12 tahun 168 itu tinggi. Tapi sampai sekarang umurnya, how old are you? 24. Tapi tingginya katanya nggak berubah sampai umur 24. Jadi dia ngerasa sempat kayak stuck gimana gitu. Tapi she can make it right now. She can be a she really. Dia jadi model yang sangat terkenal di Vietnam. Jadi menurut Vy ini, kalau misalnya tinggi pendek itu ngaruh nggak sih? Jadi kayaknya menurut aku sih bisa-bisa aja. Contohnya adalah Vy ini sudah terbukti menjadi supermodel di Vietnam. Xiao Mo Co, Tena. Thật ra thì sau những việc mà Vy đã trải qua thì Vy biết được rằng là chiều cao của mình tuy khiêm tốn nhưng chỉ cần mình cố gắng hoàn thiện bản thân hơn, nâng cao kỹ năng của mình hơn thì khi mà bạn có ước mơ cho thành người mẫu thì bạn sẽ đạt được. Và Vy tin là cho dù chiều cao của bạn có khiêm tốn nhưng mà nếu như bạn biết tận dụng được cơ thể và khả năng của mình thì ước mơ của bạn sẽ thành hiện thực thôi. Jadi, buat kalian semua, jangan patah semangat meskipun kalian tingginya nggak seberapa tinggi, tapi kalian punya mimpi, ingin jadi model, tetap kejar mimpi-mimpi kalian. Meskipun tingginya 160, 170, tapi kalian bisa berusaha. Dan sekarang aku tanya tips-tips gimana untuk jadi model meskipun tingginya terbatas. Mình nghĩ điều đầu tiên mà các bạn muốn trở thành người mẫu khi mà các bạn có một chiều cao khiêm tốn đó là các bạn phải biết được bản thân mình mạnh ở chỗ nào. Ví dụ góc mặt của các bạn là bên nào đẹp, bên nào không đẹp. Các bạn phải tập trước gương rất là nhiều để biết là khi mà ống kính chỉ vào mình ở góc độ nào thì các bạn biết sẽ show được là góc độ đó của mình đẹp hay không. Và ngoài ra thì về hình thể, giống như là Vy của hình thể rất là nhỏ, rất là ốm, thì Vy phải biết cách mặc đồ làm sao để cho ăn gian chiều cao và trông mình to con hơn, trông mình khỏe khoắn hơn. Thì để khi mà mình xuất hiện cho ống kính hay là khi mình đi casting hay là mình đi tham gia vào những cái chương trình thời trang, mình trông sẽ không có bị thua thiệt quá đó với tất cả mọi người. Thì những cái bước đầu tiên mà các bạn cần làm thứ nhất là phải hiểu về bản thân mình, phải biết là mình lưng mình dài hay ngắn, chân mình như thế nào, để khi các bạn mặc đồ các bạn sẽ giúp bản thân mình nổi bật hơn, tỏa sáng hơn. Còn ngoài ra thì về gương mặt, ví dụ các bạn nào mà biết gương mặt nào mình có khuyết điểm, ví dụ về da các bạn phải chăm sóc da nhiều hơn. Về những cái góc mặt thì
giống như mặt Vi hơi tròn, nhưng mà nếu như mà Vi biết cách quay các góc khác nhau thì nhìn nó sẽ góc cạnh hơn, sẽ người mẫu hơn. Thì tùy vào cái mục đích buổi chụp hình thì mình sẽ biết chọn cái góc mặt nào phù hợp. Thế nên việc các bạn tập ở nhà nhìn vào gương thay các góc mặt trên dưới như thế này thì các bạn sẽ hiểu được hơn là điểm mạnh của mình nằm ở đâu, và khi mà có cơ hội đến với mình bạn chỉ việc show nó ra, bạn thể hiện điều đó thì bạn sẽ ăn điểm hơn rất là nhiều. Nah itu dia tipsnya. Jadi kalau misalnya tubuh pendek itu, tapi ini bukan buat tubuh pendek, tapi untuk semua yang ingin jadi model tuh kita harus bisa understand, lebih mengerti gimana angle muka kita. Dari sini kita kenal, harus putar-putar kepala kayak gitu, kayak gimana best angle-nya. Kita harus mencari yang terbaik dari angle kita. Kalau misalnya kita punya kaki nggak terlalu panjang, tapi kita tahu cara pakai bajunya atau celananya harus yang seperti apa. Terus kita harus tahu tubuh kita, meskipun yang pasti kita harus bersyukur dengan tubuh kita, yang pasti kita lebih banyak cari angle-angle supaya kalau misalnya ada kesempatan di shoot sama kamera, kita udah bisa tahu, oh kayaknya ini posenya harus kayak gini, muka bagian kiri atau bagian kanan. Intinya dari V ini kita harus lebih mengenal diri kita lebih lagi, jadi banyak practicing juga di depan kamera atau sama fotografer. Jadi buat kalian semua, jangan sampai give up. Kalau misalnya pengen jadi model, kalian tetap bisa jadi model meskipun tubuh kalian itu pendek dan gak terlalu tinggi. Ada tips-tips yang dari V yang bisa kasih. Bahkan dia cerita kalau di Asia Next Top Model dia yang paling pendek, tapi dia bisa shine sampai masuk 6 besar. Itu udah prestasi yang luar biasa. Oke, thank you V for the tips. Thank you so much. Terima kasih untuk watching my YouTube channel. Jangan lupa untuk subscribe, comment, dan like juga ya. See you sampai di next video. Kameng, kameng. Bye-bye. Bye-bye.